đội tuyển Thái Lan vừa có buổi tập làm quen với mặt cỏ sân vận động quốc gia Singapore để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà tại vòng loại World Cup 2026 vào ngày mai. Có thể thấy mặt cỏ sân vận động quốc gia Singapore hiện tại rất đẹp, mặt sân phẳng lì với màu xanh rất đều và nịnh mắt. Quan sát đội tuyển Thái Lan tập luyện có thể nhận thấy từng đường bóng lăn rất mượt mà trên mặt cỏ này. Mặt cỏ sân vận động quốc gia Singapore sử dụng cỏ Zeon Zoysia, được làm mới cách đây khoảng 3 năm để phục vụ AFF Cup 2020. Là một trong những sân vận động bận rộn nhất Đông Nam Á, chủ sở hữu của sân vận động này đã trang bị những thiết bị rất hiện đại để chăm sóc và bảo trì cho mặt cỏ của sân vận động luôn đạt trạng thái tốt nhất. Trận đấu giữa Singapore và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối mai. Cả hai đội đều thất bại ở lượt trận đầu tiên, nên rất khao khát tìm kiếm những điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ hai World Cup 2026.